Chào mừng em trở lại với channel YouTube của AC Capital và mình là Steel. Thì sau lần trở lại cực kỳ thành công với CyberConnect thì chỉ vài ngày sau, Coinlit đã thông báo cái tên cái dự án thứ hai của mùa lần này, đó là Neon EVM. Và đấy cũng chính là lý do mà mình ở đây với anh em ngày hôm nay. Không mất nhiều thời gian của anh em nữa, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu Neon EVM là gì và có gì đặc biệt, liệu có nên mua ở trên Coinlit lần này hay không. Bắt đầu thôi. Ok, bắt đầu thôi. Thì ở trong video này mình sẽ đi qua 5 cái nội dung chính. Đầu tiên là giới thiệu chung về dự án Neon. Neon là gì? Mục tiêu phát triển như thế nào và tầm nhìn của dự án ra làm sao? Thứ hai là giải thích cái cơ chế hoạt động của Neon EVM. Và thứ ba là những cái tiềm năng của dự án có thể đạt được. Thứ tư là phân tích tokenomics của dự án Neon. Và cuối cùng là đánh giá cái token sale ở trên Coinlit. Ok, chúng ta đến phần đầu tiên, đó là giới thiệu về dự án Neon. Thì Neon là một cái hợp đồng thông minh ở trên Solana được thiết kế để mang lại khả năng tương thích với EVM, tức là cái máy ảo của Ethereum dành cho mạng lưới Solana. Thì Neon cho phép sử dụng các cái DApp, các cái công cụ của Ethereum ở trên mạng lưới Solana mà không cần phải thiết lập lại bất kỳ một cái gì cả. Mục tiêu của đội dự án đưa ra là tạo một cái môi trường DeFi tốt hơn dành cho người dùng bằng cách kết hợp với khả năng mở rộng cũng như là tính thanh khoản của Solana ở trên một cái hệ sinh thái đa dạng của Ethereum. Partner của Neon thì bao gồm các cái tổ chức, các cái dự án uy tín ở trong ngành blockchain như là Solana Foundation, Coinlist, Serum, vân vân. Đấy là chưa kể các cái nhà đầu tư thiên thần của dự án mà mình sẽ nói ở phần phía sau. Vậy cái cơ chế hoạt động của Neon là gì? Chúng ta đến phần thứ hai. Neon EVM là một cái máy ảo Ethereum được xây dựng ở trên Solana và cho phép các cái nhà phát triển DApp sử dụng cái công cụ của Ethereum để mở rộng quy mô cũng như có quyền truy cập vào nguồn thanh khoản dồi dào ở trên Solana. Cơ chế hoạt động của Neon EVM là sử dụng một cái hợp đồng thông minh ở trên Solana để có thể xử lý các cái giao dịch giống như ở trên Ethereum. Hợp đồng thông minh này thì được gọi là Neon Bridge và nó có chức năng chuyển đổi các cái giao dịch từ định dạng EVM sang định dạng Solana và ngược lại. Nhờ Neon Bridge thì các cái DApp Ethereum có thể chạy được ở trên Solana mà không cần phải thay đổi mã nguồn hay sử dụng các cái công cụ khác. Các cái DApp này thì có thể hưởng các cái phí giao dịch thấp, tốc độ giao dịch cao ở trên Solana, đồng thời có quyền truy cập vào các cái tài khoản gốc, tài sản gốc hoặc là những cái tính năng bắt cầu ở trên Solana. Những cái lợi ích mà Neon EVM mang lại, thứ nhất có thể kể đến đó là giảm thiểu cái rào cản kỹ thuật dành cho các cái nhà phát triển Ethereum khi mà muốn chuyển đổi sang Solana. Thứ hai là tăng cái tính thanh khoản cho các cái DApp của Ethereum khi mà có quyền truy cập vào cái thị trường rất là rộng lớn của Solana. Và thứ ba là tạo ra một cái môi trường DeFi đa chuỗi với sự kết hợp giữa hai cái hệ sinh thái rất là lớn trong ngành công nghiệp blockchain, đó là Solana và Ethereum. Tất nhiên, Neon EVM vẫn sẽ gặp những cái thách thức của riêng nó. Có thể kể đến như cái sự duy trì tính an toàn, các bảo mật của các cái giao dịch giữa hai chuỗi khác nhau. Thứ hai là giải quyết các cái vấn đề về sự tương thích và hiệu suất chạy khi mà các cái máy ảo chạy ở trên hệ sinh thái khác nhau. Thứ ba là sự cạnh tranh giữa các cái giải pháp khác như Binance Smart Chain hay là Polygon. Chúng ta đến với phần thứ ba là tiềm năng của dự án. Tiềm năng của dự án Neon là rất là lớn khi mà nó có thể tạo ra một cái cầu nối giữa hai hệ sinh thái blockchain lớn ở thời điểm hiện tại, đó là Ethereum và Solana. Bằng cách mang lại khả năng tương thích EVM cho Solana thì Neon thực sự tạo ra một cái sự thu hút dành cho cái việc chuyển đổi của các nhà phát triển cũng như người dùng của Ethereum sang Solana để có thể hưởng được các cái lợi ích về sự mở rộng, về tốc độ cũng như về chi phí. Đồng thời thì Neon có thể kết nối được các cái loại tài sản, các cái thanh khoản giữa hai chuỗi và tạo ra một cái môi trường DeFi đa chuỗi và đa dạng. Thị trường mục tiêu của Neon rất là rộng lớn khi mà nó hướng đến cả hai hệ sinh thái là Ethereum và Solana, cũng như là các cái DApp và người dùng DeFi ở trên toàn thế giới. Theo CoinMarketCap thì Ethereum hiện tại là chuỗi blockchain lớn nhất thế giới với cái giá trị vốn hóa thị trường rơi vào con số là 500 tỷ đô và cái số lượng DApp chạy ở trên hệ sinh thái này là 3.000 DApp. Solana thì là hiện nổi bật về cái chuỗi blockchain về tốc độ giao dịch rất là nhanh và chi phí giao dịch cực kỳ thấp. Ngoài ra thì Solana cũng là chuỗi blockchain đứng thứ 5 về giá trị vốn hóa thị trường rơi vào con số là 60 tỷ đô với khoảng tầm 400 DApp. Nếu như Neon có thể kết nối được hai hệ sinh thái này lại với nhau thì nó là một lợi thế cạnh tranh cực kỳ lớn dành cho dự án này so với các cái giải pháp khác. Chúng ta đến phần thứ tư khá là quan trọng của video, đó về tokenomics. Thì token của Neon có tổng cung là 1 tỷ token với phân bổ token được chia như ảnh mà mình đang để ở trên slide.
thì mình đánh giá cái phần tokenomics của dự án Neon là chưa hợp lý lắm khi mà phần team và advisor cộng với foundation lên đến con số là 23%, khá là lớn, cộng với thêm cả phần treasury nữa. Tuy nhiên, nếu như anh em có chơi thì chắc là anh em sẽ chỉ chơi đối với cái tài khoản Coinlist thôi đúng không? Thì nếu mà như thế thì khi mà mua Coinlist thì anh em sẽ không phần phải suy nghĩ lắm về cái phần của foundation, của team hay của advisor, bởi vì tại mà thời điểm TGE thì sẽ có rất ít token được tung ra ngoài thị trường, và ngoài trừ cái phần mà bán ở trên Coinlist thì nó sẽ trả 100% cho anh em ra, thì sẽ chỉ có thêm phần treasury và ecosystem grow thôi. Và cái phần này thì nó sẽ release như thế nào, nó sẽ đội dự án sẽ thông báo sau. Ngoài ra thì dàn backer của Neon khá là ổn với những cái tên như là Jump Capital, Solana Venture, IDEO, Collab Venture với con số raise fund lên là 40 triệu đô từ năm 2021 để phát triển dự án. Tuy nhiên mình vẫn có một cái phân vân đó, trong cái phần funding round của Neon vẫn có là 3RO Capital thì mình đang chưa tìm hiểu được là cái khoản của 3RO Capital hiện tại ở thời điểm này thì đội dự án sẽ xử lý như thế nào ở trong cái khoản mà funding round từ năm 2021, thì mình sẽ tìm hiểu thêm và mình sẽ làm một bài post liên quan đến cái vấn đề của 3RO Capital trong phần raising fund của Neon để có thể cho anh cập nhật thông tin cho anh em. Và tiếp theo là về phần token sale ở trên Coinlist. Token sale của Neon sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 6 lúc 0 giờ theo giờ Việt Nam ở trên nền tảng là Coinlist. Đây là một trong những cái nền tảng uy tín và chọn lọc, và anh em đã chơi nhiều thì các anh em cũng đã hiểu rồi. Giá bán của token Neon ở trên token sale này sẽ là 0,1 đô cho một token và không lock một token nào hết, tức là sẽ trả tại thời điểm TGE là 100%. Điều này có nghĩa là người mua có thể mua hoặc bán hoặc sử dụng token với bất kỳ mục đích gì ngay sau khi mà token lận sale kết thúc. Lượng mua tối thiểu của token sale là 100 đô và tối đa là 500 đô. Ngoài ra thì người mua có thể yêu cầu phân bổ thêm cái phần mua của mình tối thiểu là 100 đô. Và đấy là những cái thông tin, những cái nhận định của cá nhân mình dành cho Neon EVM. Nếu như anh em thấy hay, thấy hữu ích thì anh nhớ để lại một like và một subscribe cho kênh YouTube của HC Capital nhé. Nhưng anh em lưu ý, đây không phải một lời khuyên đầu tư, nên nếu anh em liệu mà có ác tham gia Coinlist thì hãy nhớ phân tích thật kỹ lại một lần nữa trước khi đưa ra quyết định của bản thân mình nhé. Chúc anh em thành công!